Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh món chay của mẹ quê. Hôm nay em vào bếp để làm món nấm rơm kho lạc. Nói đến kho lạc thì quý cô bác nào là người miền Tây chắc sẽ biết rõ. Kho lạc là món kho, không quá mặn, mà có thêm một chút xíu vị chua từ me chua hoặc là chanh. Món kho lạc mà chấm rau như là rau nhút nè, bông súng, bông điên điển, rau muống, rau má hoặc là ghém. Ăn với cơm là rất ngon luôn đấy ạ. Đáng lẽ kho lạc hôm nay em sẽ dùng me chua trái để kho, nhưng mà để quý cô bác nào không có tìm được me chua trái nên hôm nay em kho lạc với chanh nha, cho nó tiện, quý cô bác nào cũng có thể mua được chanh. Nếu quý cô bác thấy thích món nấm rơm kho lạc mà em làm thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em món này nha. Nguyên liệu đầu tiên em có đó là nấm rơm. Đây là 300g nấm rơm, em chọn nấm rơm nở bung. Quý cô bác chọn nấm rơm nở nhiều, khi kho thì nấm rơm sẽ dai ngon hơn. Thêm một quả chanh, vài cọng ngò rí, gia vị nêm gồm có 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai, 2 muỗng canh nước mắm chai và 150ml nước dừa tươi. Rau để ăn cùng thì em có rau nhút, bông súng và bông điên điển. Thêm một trái ớt nữa cho món kho thêm cay cay, ngon miệng hơn. Phần nguyên liệu đã xong rồi đấy ạ, bây giờ em làm nha. Quý cô bác có thể dùng nước màu để kho, còn em sẽ dùng một ít đường để trên lửa liu riu. Đến khi nào mà nó chuyển sang màu cánh ván thì cho nước dừa vào. Đường em thắng như thế này để thay thế cho nước màu đấy ạ. Bây giờ thì em cho 150ml nước dừa tươi vào. Cần phải có nước dừa tươi và nước mắm chai thì món kho này nó mới ngon nha quý cô bác. Theo khẩu vị của em thì nước kho gồm 150ml nước dừa tươi, 2 muỗng canh nước mắm chai, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chai, 1 quả ớt, thêm vài cọng ngò rí. Nấu đến khi nào mà phần nước này nó sôi lên thì em sẽ cho nấm rơm vào. Nấm rơm rửa sạch và cắt nhỏ cho vừa ăn. Nấm to thì em chẻ đôi, còn nấm nhỏ thì để nguyên. Món này mà kho thì nên chọn nấm rơm nó nở, để khi ăn thì nó sẽ dai ngon hơn. Quý cô bác cũng có thể thay thế bằng nấm đùi gà hoặc là nấm bào ngư cũng được nữa ạ. Giờ em sẽ nấu lửa liu riu cho phần nấm này chín thì tắt bếp. Cái mùi của nước kho thơm vô cùng. Trong lúc kho thì em vớt cái phần bọt nổi lên như thế này để cho nước kho được trong hơn. Nấm em kho được 5 phút rồi nè, nhìn hấp dẫn chưa? Bây giờ để thêm 3 phút nữa thì tắt bếp nha. Khi tắt bếp, quý cô bác có thể cho vào một ít tiêu hoặc là một ít ngò rí nữa là xong rồi. Có thể múc ra tô, trình bày ra đĩa và bắt đầu ăn cơm. Đây là cái tô nấm kho lạc mà em vừa kho xong nè. Như vậy là chưa được đâu nha. Khi nào ăn thì quý cô bác nặn chanh vô nữa mới ăn được. Phải có vị chua thì mới là món kho lạc. Đáng lẽ là phải đi hái trái me rồi bỏ vào nồi kho chung luôn. Nhưng em sợ ở chỗ quý cô bác không có mua được me chua trái. Thôi kho rồi, nặn chanh vào cũng rất là ngon. Ở miền Tây của em, mỗi khi mà mùa nước tới, khi mà nước chuẩn bị lên thì me chua có bông và trái. Khi nào mà nước giật thì me chua trái đã già và chín. Cái loại trái mà chỉ có vào mùa nước nổi. Chừng nào me chua chín, người ta sẽ lên cây rung cho nó rụng xuống. Sau đó thì lột bỏ vỏ, ướp vào một tí muối và phơi khô để dành ăn quanh năm. Món kho lạc nặn thêm xíu chanh nữa là đã hoàn chỉnh rồi đó quý cô bác ạ. Bây giờ thì thêm một chút xíu cay từ ớt. Món này chấm rau luộc hoặc là rau sống đều ngon. Em xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng. Và rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nãy giờ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác nhiều sức khỏe ạ.